Cô thân ái chào các em học sinh khối 3 trường tiểu học Trung nhất đã đến với tiết học luyện từ và câu của tuần 29. Tiết học ngày hôm nay chúng ta sẽ mở rộng vốn từ thể thao và tiếp tục làm bài tập về dấu phẩy nhé. Chúng ta bước vào bài tập 1. Bài tập 1 yêu cầu chúng ta làm gì? Bài tập 1 yêu cầu chúng ta là viết vào ô trống tên các môn thể thao bằng những tiếng sao. Cô có tiếng bóng, cô có từ bóng đá, tiếng chạy, cô có từ chạy vượt rào, tiếng đua, cô có từ đua xe đạp, tiếng nhảy, cô có từ nhảy cao. Cô cùng các em phân tích đề bài nhé. Các em hãy quan sát những bức tranh sau, đây là những bức tranh có môn thể thao bắt đầu bằng tiếng bóng. Bức tranh đầu tiên chắc hẳn bạn nào cũng đoán được phải không nào? Đúng rồi, đây là hình ảnh về đội tuyển U23 Việt Nam. Bức tranh này có môn thể thao gọi là bóng đá. Bóng đá là một môn thể thao đồng đội, được chơi giữa hai đội với nhau. Mỗi đội có 11 cầu thủ trên sân. Trò chơi này dùng một quả bóng và thường được chơi trên sân cỏ hình chữ nhật với hai khung thành ở hai đầu sân. Mục tiêu của trò chơi là ghi điểm bằng cách đưa bóng vào khung thành của đối phương Ngoại trừ thủ môn, các cầu thủ khác đều không được cố ý dùng tay hoặc cánh tay để chơi bóng Bức tranh thứ hai có môn thể thao tên là bóng rổ Bóng rổ là một môn thể thao thi đấu đối kháng trực tiếp giữa hai đội Mỗi đội có 5 người trên sân Mục đích của trận đấu là nhằm ghi điểm bằng cách cố gắng đưa bóng vào rổ đối phương một cách đúng luật và hạn chế không cho đối phương ném bóng vào rổ của mình. Bức tranh thứ ba có môn thể thao tên là bóng chuyền. Bóng chuyền là một môn thể thao Olympic, trong đó hai đội được tách ra bởi một tấm lưới. Mỗi đội cố gắng ghi điểm bằng cách đưa được trái bóng chạm phần sân đối phương theo đúng luật quy định. bức tranh có môn thể thao là môn bóng bàn. Bóng bàn là một môn thể thao có hai bên chơi. Một hoặc hai người bên này đánh một trái banh trên bàn bóng qua lại với một hoặc hai người bên kia. Mỗi người dùng một cây vợt gần giống như chơi quần vợt. Vậy các em đã nắm được các môn thể thao bắt đầu bằng tiếng bóng rồi phải không nào? Vậy thì các em học sinh khối 3 trường tiểu học Trung nhất hãy lấy phiếu bài tập ra và điền vào các môn thể thao bắt đầu bằng tiếng bóng nhé các em cùng xem lại những môn thể thao bắt đầu bằng tiếng bóng nhé bóng đá bóng rổ bóng chuyền bóng bàn tiếp theo các em hãy quan sát những bức tranh sau đây là những bức tranh có môn thể thao bằng tiếng chạy Bức tranh đầu tiên, đây là bức tranh có môn thể thao là chạy vượt rào. Chạy vượt rào là một môn thể thao nằm trong hệ thống các môn của bộ môn điền kinh, vận động viên phải vượt qua các chướng ngại vật trên đường đua. Chạy vượt rào còn là nội dung thi đấu khó nhất trong môn điền kinh. Bức tranh thứ hai đó là môn thể thao chạy tiếp sức. Tính chất chủ yếu của môn này là đồng đội. Trong một cuộc thi chạy tiếp sức 4x100m thông thường sẽ có tối đa 4 vận động viên tham gia. Những người này sẽ thay nhau truyền tín. Vật được sử dụng truyền tín là một cây gậy đạt chuẩn theo luật chạy tiếp sức. Bức tranh kế tiếp có môn thể thao là chạy việt giả. Chạy việc giả là một môn thể thao chạy bộ trong môi trường tự nhiên như đồi núi đồng bằng thành phố hay kể cả trong rừng bộ môn này không có trong nội dung thi đấu của điền kinh hầm hầu như được tổ chức độc lập chạy việc giả được coi là biện pháp rất hiệu quả để nâng cao sức khỏe cộng đồng tăng sức bền dẻo dai chạy việc giả thường được sử dụng để nâng cao ý thức của người dân có tính chất tương truyền được chính quyền địa phương các cấp sử dụng để truyền tải một thông điệp gì đấy khi tổ chức các cuộc thi việt giả ví dụ như ngày chạy bảo vệ môi trường ngày chạy gây quỹ học bổng hoặc tương tự như vậy bức tranh cuối cùng đó là chạy marathon là một cuộc đua chạy bộ đường trường với chiều dài chính thức là 42,195 km hoặc có cự ly ngắn hơn dành cho các vận động viên không chuyên đây là hình thức chạy được ưa chuộng nhất trên thế giới dựa trên sự kiện lịch sử có thật lịch sử hình thành môn thể thao này xuất phát từ một người báo tin hy lạp đây các em đã nắm được các môn thể thao bắt đầu bằng tiếng chạy vậy bây giờ các em hãy lấy phiếu ra và các em điền vào môn thể thao bắt đầu bằng tiếng chạy nhé Các em cùng xem lại những môn thể thao bắt đầu bằng tiếng chạy nhé Chạy vượt rào, chạy việt giả, chạy tiếp sức, chạy marathon Các em hãy quan sát những bức tranh sau Đây là những bức tranh có môn thể thao bắt đầu bằng tiếng đua Bức tranh đầu tiên, đây là bức tranh có môn thể thao là đua xe đạp Cuộc đua xe đạp tranh cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh là một sự kiện thể thao do đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh HTV tổ chức vào trung tuần tháng 4 và kết thúc đúng 11 giờ 30 ngày 30 tháng 4 hàng năm. Có thể nói đây là một trong các cuộc đua xe đạp có quy mô lớn nhất Việt Nam. Cuộc đua đã trở thành thương hiệu với ý nghĩa chính trị, lịch sử quan trọng nhân kỷ niệm ngày 30 tháng 4, ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Bức tranh thứ hai đó là bức tranh đua xe mô tô. Đây là một môn thể thao rất phổ biến trên thế giới ngày nay. Hầu như các quốc gia phát triển đều có sân chơi cho bộ môn tốc độ cao này. Bức tranh thứ ba đó là bức tranh có môn thể thao là môn đua ngựa là một môn thể thao cưỡi ngựa đã được tồn tại qua các thế kỷ. Bức tranh cuối cùng đó là môn đua voi, là một trong những lễ hội quan trọng. Trong các hệ thống các lễ hội cổ truyền của người vùng cao Tây Nguyên Việt Nam, hội đua voi là một trong những hội của văn hóa truyền thống các dân tộc tỉnh Đắk Lắk được tổ chức 2 năm một lần vào tháng 3 âm lịch vậy là các em đã nắm được các môn thể thao bắt đầu bằng tiếng đua rồi bây giờ các em hãy lấy phiếu bài tập ra và điền tên các môn thể thao bắt đầu tiếng đua nhé các em cùng xem lại những môn thể thao bắt đầu bằng tiếng đua nhé đua xe đạp đua xe mô tô đua ngựa đua voi các em hãy quan sát những bức tranh đây là những bức tranh có môn thể thao bắt đầu bằng tiếng nhảy bức tranh đầu tiên đó là môn thể thao nhảy cao nhảy cao là một nội dung trong môn điền kinh trong nội dung này vận động viên cần phải nhảy qua một thanh sàn ngang ở một độ cao nhất định mà không có sự hỗ trợ của bất kỳ dụng cụ nào bức tranh thứ hai đó là môn nhảy xa nhảy xa là một nội dung trong môn điền kinh mà vận động viên chạy một đoạn lấy đà từ xa chạy và dẫm nhảy đúng vị trí bán dậm. Môn nhảy xa làm phát triển tính lanh lẹ độ rướng của vận động viên. Bức tranh thứ ba đó là môn nhảy dù. Nhảy dù là một môn thể thao hành động bao gồm nhảy ra khỏi một chiếc máy bay hay dụng cụ bay khác ở trên không trung và rơi trở về trái đất. Hình ảnh các em vừa quan sát là một vận động viên đang nhảy dù tại mù can chải đây là một huyện miền núi thuộc tỉnh yên bái của việt nam và mùa lúa chính thật là đẹp phải không các em bức tranh cuối cùng đó là nhảy ngựa đây là một trò chơi dân gian Các em hãy xem lại các môn thể thao bắt đầu bằng tiếng nhảy. Nhảy cao, nhảy xa, nhảy dù, nhảy ngựa. Vậy là cô đã hướng dẫn các em hoàn thành xong bài tập 1 rồi. Bây giờ các em học sinh khối 3 của trường tiểu học Trung nhất, chúng ta hãy cùng nhau kiểm tra lại bài xem nãy giờ mình điền đúng và đủ chưa nhé. Bây giờ chúng ta cùng bước vào bài tập 2. Bài tập 2 yêu cầu chúng ta là đặt dấu phẩy vào những chỗ thích hợp trong những câu sau. Câu A: Nhờ chuẩn bị tốt về mọi mặt, SEA Games 22 đã thành công rực rỡ. Câu B: Muốn cơ thể khỏe mạnh, em phải năng tập thể dục. Câu C: Để trở thành con ngoan, trò giỏi, em cần học tập và rèn luyện. Bây giờ các em hãy dùng bút và điền dấu phẩy vào ba câu trên nhé. Chúng ta cùng sửa bài Ở câu A các em sẽ đặt dấu phẩy sau chữ mặt Câu B các em sẽ đặt dấu phẩy sau tiếng mạnh Và câu C các em sẽ đặt dấu phẩy sau tiếng ngoan và sau tiếng giỏi Bạn nào đã làm bài đúng hết Cô có lời khen dành cho em, bạn nào làm sai, lần sau các em nhớ làm bài cẩn thận hơn nhé. Vậy là tiết học luyện từ và câu ngày hôm nay đã kết thúc rồi các em ạ. À. Qua bài học, hôm nay các em học sinh khối 3 trường tiểu học trung nhất của chúng ta đã hiểu thêm về các từ về thể thao, rèn luyện thêm về đặt dấu phẩy trong câu. Cô chúc các em mạnh khỏe, chăm ngoan. Chào các em, hẹn gặp lại các em ở bài học sau nhé!